chương 01 thi đại học yết bản ngày bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com năm 2027 trăng số 25, mặt trời chói chang trên không hôm nay là một cái có người vui có người buồn thời gian thi đại học yết bản ngày nhiễm thâm thị hợp thành cảnh cư xá một tên hơi có vẻ non nớt chi khí thiếu niên ngồi ngay ngắn ở màn ảnh máy vi tính trước thở hổn hển dùng hơi run rẩy tay thâu nhập chuẩn khảo chứng hào một lát. Theo biến hóa website, Lý Thiên chậm rãi di chuyển che khuất màn hình tay, tự như là phá sổ số đồng dạng nghiêm túc cẩn thận. Tư lạp, Lý Thiên tay quét ngang. Giờ phút này chỉ muốn cầu mạng ảnh máy vi tính bóng ma tâm lý diện tích. Tổng điểm. 448, nắm cỏ. Nhìn thấy cái này điểm số, Lý Thiên song chân vừa đạp, kích động nhảy lên đáp. Bất quá ngay sau đó liền nghe đến quanh một tiếng, chỉ gặp thiếu niên ứng thanh ngã xuống đất ngất đi. Trên bàn để mấy vi tính giá sách lung lay sắp đổ, tốt a, à, Lý Thiên là trùng phá hoại không thể nghi ngờ. Ken Không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống kích hoạt thành công. Mơ mơ màng màng thời khắc, Lý Thiên não hải bên trong vang lên một đạo tiếng nhắc nhở âm. Làm một cái học cặn bã, thành tích thi tốt nghiệp trung học lại sau kỳ thi thử cao hơn 100 phân, mới có mới một mạng. Ngao ô, ngao ô, không biết qua bao lâu, Lý Thiên bị từng đợt tần số cao điện thoại thanh âm nhắc nhở đánh thức. Sờ lên nặng nề đầu, tê. Còn tưởng rằng như vậy báo tiêu. Ken, không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khóa lại thành công. Ai? Đột nhập lúc nào tới thanh âm đem Lý Thiên giật mình kêu lên, cái quỷ gì? Ken, chúc mừng chủ ký sinh đại nạn không chết tất có hậu phúc, thu hoạch được nguy hiểm biết trước trăng thẻ một trương phải chăng mở ra biết trước nguy hiểm thẻ ken chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được tân thủ gói quà lớn một cái phải chăng mở ra tân thủ gói quà lớn đến cùng là ai lý thiên tâm lý hoãn thành một nhóm lúc này bất đắc dĩ lý thiên cũng chỉ có thể tiếp tục nghe hệ thống không ngừng phát ra âm thanh mặc dù đã là một mặt dấu chấm hỏi tiếp lấy càng nhiều tin tức hiện lên tại lý thiên trong đầu chủ ký sinh Lý Thiên đẳng cấp kỹ năng. Vô nhan trị. 77 điểm tích lũy. Không thương thành. Sơ cấp cùng lúc đó. 3. Lý Thiên sợ lên mình nóng lên gương mặt, nói một mình không phải đang nằm mơ. Chẳng lẽ là đầu đụng hư, mình xuất hiện nghe nhầm. Hoặc là... Điên rồi. Vân vân, Lý Thiên nhíu nhíu mày, mình cao tới 188cm dáng người, lại thêm tươi mát tuấn giật bề ngoài tinh thần tiểu tử một viên thế mà chỉ bị bình đến 77 phân sợ không phải có độc A à, chẳng lẽ lại là đùng phải đầu từ đó ảnh hưởng đến nhan trị Lý Thiên lần nữa xem xét não hải bên trong tin tức phát hiện có hai cái chưa mở ra hạng một công việc, trong lòng hơi động Ken, mở ra nguy hiểm biết trước thẻ hệ thống đem trong vòng một tháng vì chủ ký sinh cung cấp nguy hiểm biết trước phục vụ Ken, tân thủ gói quà lớn mở ra thu hoạch được 10.000 điểm không có tiền tuyệt đối không thể điểm tích lũy. Nguy hiểm biết trước. Lý Thiên Tâm bên trong mỉa mai, mình một cái nhỏ bình dân có cái gì nguy hiểm? Chẳng lẽ lại luôn có điêu dân muốn hại trẫm? Điểm tích lũy lại là cái gì? Ngao ô lâm vào trầm tư Lý Thiên lại một lần nữa bị điện thoại thanh âm nhắc nhở kéo về tới hiện thực. Mở ra điện thoại. Lớp 12-18 bang bang trong đám mặt đã loạn thành hỗn loạn. Trầm Nguyên Thanh. Các bạn học đều thi thế nào? Ha ha ha. Cái này Trầm Nguyên Thanh, liền là cười trên nỗi đau của người khác hình, người sáng suốt liền biết hắn thi không tệ, Lý Thiên lựa chọn lặn xuống nước tiếp tục xem trò chuyện ngày ghi chép. Ngô Hưng Hoài. Trầm Nguyên Thanh, lớp phó, sao, một nhóm ổn. Trầm Nguyên Thanh. Ngô Hưng Hoài, nhất định phải nhỏ. Hưng Hoài có hay không qua 250 phân? Ngô Hưng Hoài Sử Duệ Trí Sau mô phỏng thiếu đi 80 phân, lành lạnh, ba cái khóc lớn biểu lộ, kiều tiểu vân. Phát huy bình thường, so tâm biểu lộ, lương tráng. Tà nôn, chỉ có thể đọc âm nặng, các bạn học đi trước đại học tìm kiếm đường, về sau mang mang tiểu đệ. Ban trong đám lao nhau, náo nhiệt phi thường. Lúc này, lớp 12-18 ban ban trưởng Tăng Hiểu Bằng hiện thân ban nhóm. Tăng Hiểu Bằng các vị các bạn học buổi chiều tốt, bởi vì nay ngày đi đề xe duyên cớ, làm trễ nải cùng đại gia giao lưu. Chỉ gặp Tăng Hiểu Bằng gửi đi tin tức trong nháy mắt bị đỉnh ra khung chích chát. Tăng Hiểu Bằng Tất cả mọi người, đại gia trước yên lặng một chút. Chưa từ bỏ ý định lớp trưởng lần nữa gửi đi một đầu, còn thuận tiện tất cả mọi người, nhưng đại gia vẫn như cũ giả chết trang mù. Ngô Hưng Hoài Lương Tráng, ta đã nói rồi, ngươi không nghe ta, ha ha ha, đêm nay quán nét ướt lên, suốt đêm. Lương Tráng Phò Lao Me Chu Tuyết Lương Tráng, mời Lương Đồng học nói tiếng người, mỉm cười biểu lộ. Tăng Hiểu bằng một mặt hát nhân dấu chấm hỏi, quả quyết lấy ra chung cực đòn sát thủ, tại trong đám phát một cái hồng bao. 20 khối tiền ngẫu nhiên kim ngạch 20 cái, một ba giây bị dây không? Ma quỷ tốc độ tay Lý Thiên thấy là sửng sốt một chút. Trầm Nguyên Thanh Tặng đại lớp trưởng tới rồi, hoan nghênh hoan nghênh. Sử Duệ Trí Lớp trưởng đại đại nhân hung ác không nói nhiều, bá khí, ngón tay cái biểu lộ, mời lên ghế khách quý. Lương Tráng Thăng Diêu Vê Chu Tuyết Ngô Hưng Hoài Ta trước đó cũng đã nói, hiểu bằng đứa nhỏ này trưởng thành khẳng định có tiền đồ, nặc, đều đề xe, gia trâu. Lý Thiên nhìn xem trò chuyện ngày ghi chép lần nữa bị các bạn học tài trí làm chấn kinh, dù sao có phải hay không người hắn không biết, nhưng là chó thật. Tăng Hiểu bằng bỏ ra 20 khối tiền, đạt được hắn muốn kết quả, hắn rất hưởng thụ giờ này khắc này. Tăng Hiểu bằng. Được rồi các bạn học, quá khứ đã qua, người thành công cùng thất bại đều đem bị cái này dòng sông lịch sử bao phủ, chúng ta nhất định phải triển vọng tương lai, vì quốc gia, vì nhân dân mà. Thái Kiệt Bân chủ nhiệm lớp. Tăng hiểu bằng ngươi có việc nói sự tình, chủ nhiệm lớp đều nhìn không được, kịp thời ngăn lại. Tăng hiểu bằng. Các bạn học, bản lớp trưởng nay ngày vui sách Audi A6 một đài, đêm nay thế tôn khách sạn đi lên. Dương Vĩ. Lớp trưởng đại lão uy vũ, khách sạn năm sao, ngón tay cái biểu lộ. Trầm Nguyên Thanh. Không hổ là chúng ta thổ hào lớp trưởng, ta nhất định đến đúng giờ. Ngô Hưng Hoài lúc đầu dự định quán nét online, bất quá đã có liên hoan, ta nhất định phải đến nha. Lương Tráng Mẹ tu chu tuyết Phát điên biểu lộ, lớp lại náo nhiệt, hiển nhiên đều cố gắng chờ mong ban đêm liên hoan. Lúc này đang tại lặng xuống nước Lý Thiên rất minh bạch tặng hiểu bằng ý đồ, đơn giản liền là nay ngày đề xe, làm cái tụ hội có thể các loại trang ít. Hắn thi đại học xong trong nhà cho mua xe sự tình, đã mọi người đều biết, cho nên vừa rồi tại ban trong đám, tất cả mọi người mới đều giả vờ ngây ngốc, không ai để ý đến hắn. Tăng hiểu bằng gia đình giàu có, bình thường làm người cũng là cao điệu đã quen, ưa thích loại kia tài trí hơn người cảm giác. Triệu tinh Là tư dĩnh, ủy viên học tập muốn tham gia sao? Con hàng này, rốt cục kiềm chế không được sao? Lý Thiên mắng thầm, khóe miệng mang theo một vòng ý cười, triệu tinh cùng hắn chính là cao trung đồng học kim bạn. Triệu tinh phát biểu không thể nghi ngờ đưa tới toàn thể nam đồng học cộng minh, mỗi người âm thầm ở trong lòng đều cho triệu tinh điểm một cái tán. Là tư dĩnh là lớp 12-18 ban công nhận hoa khôi lớp, tướng mạo thanh lệ xinh đẹp nho nhã, một thước 65 thân cao, lại thêm có được cùng tuổi tác không tướng xứng đôi bê đến cấp C khác bong bóng, thật là làm cho sở hữu nhận biết nàng nam đồng bào gọi thẳng chịu không được. Thành tích lâu dài bá bản niên kỷ 20 người đứng đầu, ở trường học Phột ba liên tục ba năm được bầu thành học phách nữ thần là mỗi cái năm sinh cảm nhận bên trong nữ thần Ngô Hưng Hoài Triệu Tinh Tinh Ca Uy Vũ cho ngươi điểm tán Trầm Nguyên Thanh là Tư Dĩnh nữ thần ngươi nhất định phải tham gia a à, ngươi không đến liền không có ý nghĩa Thái Vĩnh Vọng nữ thần đi ta liền đi Tăng Hiểu Bằng đại gia an tâm chớ vội ủy viên học tập khẳng định hội tham gia Mời đại gia yên tâm Cùng lúc đó Lạc Tư Dĩnh Lý Thiên, Lý Thiên đồng học có đi hay không? Lạc Tư Dĩnh lời nói giống như một cái nước sâu nổ đạn Tại bang trong đám nổ tung Mỗi người đều tại nhau nhau suy đoán là cái quỷ gì tình huống Vì cái gì Lạc Tư Dĩnh hỏi Lý Thiên vấn đề như vậy Chẳng lẽ lại là Lý Thiên không đi Nàng liền không đi sao? Đó là cái tình huống như thế nào Chẳng lẽ hai người bọn họ Không đúng rồi bọn hắn bình thường cơ hồ đều không chút gặp nhau a à? chẳng lẽ là có cái gì ẩn tình bọn hắn không biết một đám ăn dư quần chúng ước ao ghen tị lung tung phán đoán bên trong nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com link trực tiếp ở phần mô tả